Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2023, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Vĩnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km h giật giờ cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km h Do ảnh hưởng bão số 5, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 21 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Từ gần sáng 20 tháng 10, vùng ven biển Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Một số nơi ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, sóng biển cao 2 đến 4 m. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Từ đêm 19 tháng 10 đến sáng 21 tháng 10, ở vùng ven biển khu vực đồng bằng và khu vực đông bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.